Xin chào các bạn nha các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay mình đi ra giường các bạn, mình đi vòng vòng để mình coi các bạn mà hai cái lờ của mình hồi bữa mình đặt mà mình quên các bạn. Bữa nay mình đi vòng vòng ra giường cái mình xem mình nhìn thấy hai cái lờ của mình đặt mà mình bỏ quên ở ngoài đây các bạn. Mà nó dính nè các bạn. Đó. Các bạn thấy chưa? Nó dính một con ếch nè các bạn. Rồi con cua nữa nè. Trời ơi nhìn ngon ghê không các bạn. Còn cái này á, thì dính ốc với lại dính cá rô phi các bạn. Đó. Dính con cá sặc nữa các bạn ơi. Nhiều đây là mình vô mình kho ăn đủ hết các bạn. Đó. Đủ loại hết trơn. Đó, giờ mình vô mình kho ốc với lại ếch ăn nghe các bạn. Con ếch này ếch đồng vậy là ngon lắm luôn đó các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Bữa nay mình đi ra giường mình đi vòng vòng thôi mà mình thấy hai cái lờ mình bỏ quên không gài dưới hầm mình các bạn. Mà tự nó vô vậy nè. Rồi thôi mình đi vô bếp để mình làm đồ ăn ăn nha các bạn. Các bạn ơi bây giờ cá với lại ếch của mình bây giờ mình kho thì mình cũng ăn chung với lại đậu bắp nha các bạn. Bây giờ mình đi ra cái vườn đậu bắp của mình để mà mình hái đậu bắp vô đặng luộc ăn chung với lại cá kho ếch kho nha các bạn. Ở đây mình có mấy cây đậu bắp thôi các bạn nhưng mà nó rất là tốt luôn các bạn ơi. Nó cao nó tốt dữ lắm luôn á. Ngày nào mình cũng đi hái trái đậu bắp hết trơn à. Trái đậu bắp này các bạn ơi. Trái về vô luộc ăn rất là ngon. Rồi như đây mình luộc ăn được rồi các bạn ơi. Giờ mình đi vô nha. Bây giờ mình chuẩn bị mình kho cá nha các bạn. Cá ở đây mình làm xong hết trơn rồi nè. Cá sặc, cá rô phi với lại con cua với mấy con ốc với con ếch. Đó mình làm được một dĩa đó các bạn. Ở đây thì mình có đồ nêm nè. Hành, ớt, rồi bột nêm, nước mắm, đường, muối, bột và no. Đó, bây giờ mình mời các bạn cùng làm với mình nha. Xong giờ mình đổ dầu vô để mình thắng hành để thơm. Mình đổ vô miếng hành. Thơm mà mình đổ cá vô. Bữa nay mình đi ra vườn cái mình đi vòng vòng mình coi cái mình thấy hai cái lờ nó vô cá với ếch. Rồi giờ mình vô mình kho quẹt ăn luôn. Đổ nước mắm vô được.
đổ đường vô luôn. Bột nêm, hạt cà no, muối. Còn cái này là cái chai nước màu nãy mình bỏ cái chai cho nên mình không có giới thiệu các bạn. Mình chế chai nước màu vô. Thơm phức luôn. Tự nhiên cái mình bữa đó mình đi đặt lợp mà mình đặt xong rồi, rồi mình thăm rồi cái cũng dính cá, rồi cái mình đổ cá mình lấy vô, rồi mình thấy còn mồi đó đó, cái mình thả xuống nữa, mình chỉ lấy cá vô thôi. Xong rồi cái tự nhiên bữa nay mình quên luôn tới nay 2-3 ngày vậy. Giờ cái mình đi dạo dạo ra ngoài vườn cái mình thấy lấy hai cái lợn còn dưới đó mình lấy lên để cho mình coi. Rồi bây giờ mình đổ nước vô các bạn. Thơm quá à. Thấy gì chứ, cũng đầy chảo rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đi luộc rau nha các bạn. Nãy giờ mình cũng đã bắt nước lên nó sôi rồi các bạn. Cho đậu bắp vô mình luộc. Hồi nãy mình đi hái đậu bắp đó các bạn, mà có được mấy cái đọt mớt nè, mình hái luôn mấy đọt mớt vô luôn để luộc luôn. Đọt mớt ăn ngon. Giờ mình để đây, để nắp lại cho nó xanh. Rồi chút nữa thì mình trụng rau xanh. Chảo kho của mình giờ lên màu gì đẹp rồi ha các bạn. Đủ loại ốc, cá, ếch, cua, cháo thô quẹt y như là thập cẩm vậy. Giờ đậu bắp của mình giờ được rồi. Giờ mình sẽ bỏ rau vô. Bắp với lại đậu mớp luộc ăn với lại khô quẹt rất là ngon luôn. Mình luộc mình đậy nắp là gì nè các bạn, nó rất là xanh nha. Nước sôi xong rồi mình bỏ đồ vô, mình đậy nắp lại chút xíu vậy đó, nó xanh ghê luôn. Rồi bây giờ cái này rau với lại đậu bắp của mình được rồi, giờ mình vớt ra ăn được rồi các bạn. Nhưng mà nó non á, mình hái mình lựa mấy trái non mình hái không à. Còn ghê cái này không bệnh, không có xịt thuốc không gì chứ. Rồi cháo cá mình gì được rồi các bạn ơi, đổ hành vô. Hành với ớt ngon quá. Bữa nay mình bị hết tiêu rồi, phải còn tiêu mình để vô luôn. Rất thơm. Bây giờ mình coi đỡ cái gì đi. Rồi giờ chỗ cá mình được rồi các bạn ơi, giờ mình nhắc ra ăn được rồi ha. Giờ mình mời các bạn cùng đi ra ăn với mình nha. Ngon cực kỳ luôn.
Bây giờ mình đã làm xong cái chảo khô quẹt rồi các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nha các bạn. Cái này để đây để mình chút nữa mình múc. Ồ, con cá ngon ghê luôn các bạn ơi. Con cá sặc. Mình mời các bạn cùng ăn nha. Mình kho rất là thấm luôn các bạn ơi. Ăn ngon quá. Chấm đồ bắp ăn. Có con ốc nè các bạn. Nãy mình lấy ra cũng nhiều ốc lắm. Ốc nè. Ngon ghê luôn. Ăn với lọc mớp. Ngon quá các bạn ơi. Chan ra ăn. Quá là ngon luôn. Giờ mình mời các bạn cùng ăn nữa nha. Giờ mình ăn cái đùi ớt thôi các bạn ơi. Giờ mình mời các bạn nha. Các bạn biết không, cái con ớt này nè là ớt đồng á, cho nên nó rất là dẻ thịt luôn các bạn ơi, ngon lắm. Ngon quá. Ốc này các bạn, mình mời các bạn cùng ăn nha. Cái chảo kho mình đủ thứ hết không các bạn ơi. Còn này con cua nè các bạn, mình mời các bạn nha. Đủ món. Một chảo kho mà đủ món hết. Cái con cua đồng các bạn, cái hương vị nó rất là ngon luôn á. Nó dẻ. Nó dẻ thịt lắm. Mà cua còn sống á, mình đem lên mình chế biến thì ngon ghê luôn. Đã quá các bạn ơi. Rồi, ăn tiếp cái đùi nữa nè các bạn. Đùi này đùi bự nè. Đùi ớt á. Mời các bạn nữa nha. Chắc thịt quá trời luôn. Mình mời các bạn cùng ăn cá rô phi nha. Đủ món hết các bạn ơi. Cái chảo cá của mình ngon quá. Ngon cực kỳ luôn. Thành kho hơi mặn mặn cay cay các bạn, ăn ngon quá.
Đã đời luôn. Nói chung là cá lồng á các bạn, mình kho nó ngon, nó dẻ thịt, rất là dẻ thịt luôn. Cả nhà lá dừa. Cái con ếch này nó có trứng nè các bạn. Nhìn đã không? Mình mời các bạn cùng ăn nha. Trứng ếch ngon lắm các bạn. Nó dẻ ghê luôn các bạn ơi. Trứng ếch dẻ. Ngốc rồi các bạn, đã đời không? Ngon quá. Ăn một chảo kho quẹt với lại đậu bắp với rau đọt đọt mớp á các bạn, ăn ngon ghê luôn các bạn ơi. Chảo cá mình kho nó dẻ ngắt, mình kho ăn cứng thịt lắm, ngon lắm. Hôm nay mình chia sẻ cá kho với lại ếch kho, ốc kho nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến đây cũng đã dài rồi. Video mình cũng đã dài, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại video tiếp theo nha các bạn.